Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hoàng Dung và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, 21 tháng 9 năm 2023. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tôi đến từ khu vực Đông Âu. Latvia đóng cửa một trong hai trạm biên giới với Belarus. Chính phủ Latvia đã quyết định đóng một trong hai trạm biên giới giữa quốc gia này với Belarus và cáo buộc rằng Belarus đã tạo ra mối đe dọa tới an ninh quốc gia của Latvia. Thủ tướng của Latvia là Ivica Sirina phát biểu với báo giới trong cuộc họp báo mới nhất theo đài truyền hình lsm thì hành động này của latvia nhằm để bảo đảm sự toàn vẹn biên giới và ngăn chặn nguy cơ nhập cư trái phép trạm biên giới còn lại tại petaneaki vẫn mở để tránh gián đoạn vận tải hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh và nhân đạo theo bà siena thì đây là hành động nhằm gửi đi tín hiệu tới quốc tế tuy nhiên lực lượng tuần tra biên giới của belarus cùng ngày cho hay trạm biên giới Silan vẫn mở và họ chưa nhận được thông báo nào từ phía Latvia. Hãng tin Leta của Latvia cho hay, lực lượng tuần tra biên giới của quốc gia này đã chặn tới 894 trường hợp tìm cách vượt biên trong 6 ngày qua, nâng tổng số các vụ vi phạm từ đầu tháng 9 cho tới nay lên hơn 1.770 vụ. Con số này cao hơn mức 1.615 trường hợp ghi nhận trong tháng 8 Latvia cùng với Ba Lan và Lithuania đều đã thiết lập thêm hàng rào biên giới với Belarus do lo ngại xảy ra cuộc khủng hoảng di cư như xảy ra vào năm 2021. Khi đó, khối hiệp châu Âu cáo buộc là Belarus đã tạo điều kiện cho hàng chục ngàn người từ khu vực Trung Đông và châu Á cùng với châu Phi vượt biên giới vào Ba Lan để vào khối hiệp châu Âu nhằm trả đũa lệnh trừng phạt mà các quốc gia phương Tây áp đặt lên Belarus ba quốc gia Latvia, Ba Lan và Lithuania cuối cùng phải ban hành chính sách ngăn chặn dòng người di cư có hiệu lực cho tới ngày nay. Những người di cư từ Belarus sau đó tiếp tục xuất hiện ở biên giới của ba quốc gia nói trên, thế nhưng với số lượng ít hơn đáng kể. Và kính thưa quý vị, Tây Ban Nha điều tra vụ phát tán ảnh khỏa thân giả sử dụng AI. Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết Họ đang tiến hành điều tra vụ phát tán những hình ảnh giả mạo của các bé gái chưa thành niên khỏa thân được tạo ra từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận của nước này. Một người phát ngôn viên của cảnh sát thị trấn Amendra Lijo, Tây Nam của Tây Ban Nha cho biết, họ đã nhận được 11 đơn tố giác của các nạn nhân, tất cả đều là các trẻ em chưa thành niên. Theo người phát ngôn trên, thì hiện nhà chức trách đã xác định được một số đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc này. Một nguồn tin cảnh sát khác cho biết, các bức ảnh khỏa thân là sản phẩm của một ứng dụng AI có thể tạo ra những bức ảnh như là thật. Theo truyền thông của Tây Ban Nha, thì có khoảng 20 bé gái có thể là nạn nhân của những bức ảnh bị chỉnh sửa này. Các bức ảnh có thể là đã bị phát tán trên một số nền tảng trực tuyến hoặc là các trang web khiêu dâm. Đài truyền hình TVE của Tây Ban Nha dẫn lời một phụ huynh cho biết, các đối tượng xấu đã sử dụng những bức ảnh giả mạo này đòi tiền chuộc để chúng không phát tán những bức ảnh. AI đang đặt ra mối lo ngại ngày càng lớn trên thế giới do công nghệ này có thể bị sử dụng phục vụ những mục đích xấu, như là tạo ra các hình ảnh, video giả mạo dựa trên khuôn mẫu có thật hay còn gọi là deepfake. Theo một nghiên cứu vào năm 2019 của công ty AL Sense Safety của Hà Lan, thì có khoảng 96% các video deepfake trực tuyến chứa những nội dung khiêu dầm. Tổng thống Nga là ông Putin tiếp đón ngoại trưởng của Trung Cộng. Vào ngày hôm qua, Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin đã tiếp đón ông Vương Nghị là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Trung Cộng, cũng là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng, tại cung điện Konstantinovsky ở thành phố St. Petersburg. Cuộc gặp gỡ lần này nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Trung Cộng vào tháng 10 tới đây của Tổng thống Putin. Trong cuộc gặp gỡ vào ngày hôm qua, thì Tổng thống Nga đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chuyến viếng thăm nước Nga của ông Tập Cận Bình diễn ra từ ngày 20 cho tới ngày 22 tới tháng 3 năm nay ông putin bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón ngoại trưởng của trung cộng tại nước nga và ông ta cho rằng ông tin tưởng là việc trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay giữa hai bên sẽ hữu ích hơn về phần mình thì ngoại trưởng của trung cộng đã chuyển lời chào của ông tập cận bình tới ông putin ông vương nghị nhấn mạnh cho dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào trong khuôn khổ thỏa thuận của Tổng thống Nga với ông Tập Cận Bình, thì Trung Cộng dự tính sẽ tiếp tục gia tăng sự hợp tác và lãnh cho nhất là trong lĩnh vực kinh doanh trên trường quốc tế với Nga. Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Cộng trong những tháng đầu năm nay đã vượt qua 120 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Nga là ông Putin hy vọng rằng kim ngạch thương mại sẽ đạt được gần 200 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm nay. Ukraine đang giành lại lãnh thổ chậm rãi và ổn định. Tổng thống Joe Biden kêu gọi thế giới duy trì ủng hộ. Trong một cuộc họp báo tại Đức mới đây, tướng Mark Milley, là chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Mỹ đã nhận định, Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ chậm rãi và ổn định khi mà đẩy quân Nga ra khỏi các khu vực đang kiểm soát. Ukraine tới nay đã kiểm soát hơn 54% lãnh thổ của Nga kiểm soát và tiếp tục duy trì thế chủ động chiến lược tướng Milley đã cho biết. Đại tá Dave Butler, là phát ngôn viên của tướng Milley cũng cho hay, đây là toàn bộ những khu vực mà Ukraine đã giành lại từ khi mà bị Nga xâm lược hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó có các địa phương quanh thủ đô Kiev và tỉnh Kharkov cũng như thành phố Kherson. Nhận định được tướng Milley đưa ra trong lúc mà đại diện quân đội của hơn 50 quốc gia thuộc nhóm liên lạc quốc phòng của Ukraine là nhóm họp tại Đức để thảo luận về các biện pháp viện trợ cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, ông Lloyd Austin nói rằng Ukraine cần thêm các tổ hợp phòng không và khẳng định xe tăng M1 Abrams sẽ sớm được chuyển cho nước này. Khi được hỏi về chỉ trích nhắm vào quân đội của Ukraine, tướng Milley đã phản bác và nhấn mạnh Ukraine còn rất nhiều sức mạnh chiến đấu và không muốn ngừng lại. Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào khả năng tiếp tục cung cấp viện trợ của Mỹ cho Ukraine theo lời của tổng thống joe biden thì mỹ và các nước đồng minh giàu có hùng mạnh với nguồn lực quân sự đáng kể có khả năng duy trì nỗ lực chiến đấu này cùng lúc đó thì tổng thống joe biden trong phát biểu tại đại hội đồng liên hiệp quốc đã kêu gọi thế giới nên tiếp tục chống lại cuộc xâm lược phi nghĩa của nga ở ukraine cũng như duy trì sự ủng hộ cho kiev ông tuyên bố rằng Mỹ cùng với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới sẽ tiếp tục sát cánh cùng với Ukraine trong cuộc chiến và sẽ ủng hộ những nỗ lực của Kiev nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao mang lại hòa bình lâu dài. Trở lại với khu vực Đông Âu, phụ tá của Tổng thống Ukraine bị cáo buộc về tội tham nhũng. Cựu giám đốc điều hành một trong những công ty xây dựng lớn nhất tại Ukraine thừa nhận là ông đã hối lộ thông qua luật sư Ole Tatarov, hiện nay là cố vấn pháp lý cao cấp của tổng thống zelensky trả lời phỏng vấn của hãng tin reuters ông marborada cho biết rằng trong những năm làm giám đốc điều hành một trong những công ty xây dựng lớn nhất của ukraine ông ta đã cất giấu những cuộn tiền mà những cuộn tiền đó là những đồng mỹ kim ở trong két sắt trong văn phòng của ông mục đích là để hối lộ cho các viên chức phụ trách việc phê chuẩn các dự án xây dựng theo ông Marborda, thì nhiệm vụ giao tiền mặt và chuyển tiền cho các cơ quan thực thi pháp luật thuộc về luật sư Oleg Tatarov. Các khoản tiền hối lộ này đã chuyển qua ông Tatarov từ năm 2014 cho tới năm 2019 thông qua các mối liên hệ của luật sư này với cảnh sát, với tòa án và các công tố viên. Ông Marboroda không đưa ra được bằng chứng cho lời buộc tội của mình. Thế nhưng, những tiết lộ này có nguy cơ khơi dậy một cuộc tranh cãi gây khó khăn cho Tổng thống Zelensky. Đó là các đối thủ chính trị và các nhà vận động chống tham nhũng cũng cáo buộc rằng những người có quyền lực đã che chắn cho ông Tatarov khỏi bị truy tố. Riêng ông Tatarov là cố vấn của Tổng thống về các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh kể từ năm 2020 ông ta đã phủ nhận các hành vi sai trái và đã không bị kết án đồng thời ông cáo buộc ngược lại những người tố cáo ông mang động cơ chính trị trước đó tổng thống zelensky từng tuyên bố nếu những người làm việc cho ông bị nghi ngờ là tham nhũng thì những người này cũng sẽ bị sa thải tổng thống zelensky có những lời tuyên bố và hành động mạnh mẽ trong việc chống lại tình trạng tham nhũng bao gồm việc sa thải hơn hàng chục các viên chức cao cấp hồi tháng giêng năm nay Cả Tổng thống Zelensky và ông Tatarov đều không trả lời các câu hỏi chi tiết về những cáo buộc mới nhất này. Venezuela ra quân triệt phá băng nhóm trong trại giam khét tiếng Thưa quý vị, vào hôm 20 tháng 9, Venezuela cho biết họ đã huy động hơn 11.000 thành viên của lực lượng an ninh để trấn áp các băng nhóm đang khống chế một trong những nhà tù bạo lực nhất nước. Nhà tù Tokoron ở tiệm bang miền Bắc của Aragua trên thực tế hiện đã bị thao túng bởi một băng nhóm tội phạm có tên là Trendy Aragua. Băng này cũng quản lý hạ tầng cơ sở trong trại giam như là sở thú, hồ bơi, phòng đánh bạc, theo AFP dẫn kết quả điều tra. Theo thông báo chính thức, chính quyền Caracas đã quyết định tiến hành chiến dịch nhằm nhổ cỏ tận gốc tình trạng băng nhóm bên trong trại giam và xóa sổ tình trạng các tổ chức tội phạm vương vòi từ nhà tù Torocron để hoạt động ở những nơi khác. Torocron là hang ổ của băng nhóm Trendy Aragua, được cho là đã can dự vào những vụ phạm tội trên khắp Venezuela và thậm chí còn hoạt động ra nước ngoài. Theo cuộc điều tra của nhà báo người Venezuela, có tên là Rona Rizkis thì băng này có khoảng là 5.000 thành viên. Trendy Aragua đã trỗi dậy khoảng 10 năm trước và đứng sau những vụ bắt cóc, cướp phá, buôn lậu ma túy, mại dâm và tống tiền. Băng này còn tham gia vào các hoạt động khai thác vàng phi pháp cũng như là buôn người. Nhà báo Riskis đã mô tả, nhà tù Tokoron chẳng khác nào là khách sạn của nhóm cầm đầu Trendy Aragua với ngân hàng, sân bóng rổ, nhà hàng và cả câu lạc bộ disco. Theo truyền thông của địa phương, thủ lĩnh của bang trendy Aragua tên là Hector Guerrero Flores lãnh án 17 năm tù giam vì tội giết người và buôn ma túy. Tuy nhiên thì y được cho là đã ra vào nhà tù tùy thích. Sang qua khu vực Trung Á, chính quyền ly khai tại Azerbaijan buông hạ vũ khí và tuyên bố đầu hàng. Theo hãng tin AFP, vào buổi trưa hôm qua 20 tháng 9, Chính quyền ly khai tại Nagorno-Karabakh đã tuyên bố ngừng bắn, hạ vũ khí và tuyên bố chấp nhận đề nghị của Azerbaijan về việc đàm phán sáp nhập khu vực ly khai này vào lãnh thổ của Azerbaijan. Trước đó, hãng tin Reuters cho hay Azerbaijan đã phát động chiến dịch mang tên các hoạt động chống khủng bố nhắm vào vùng ly khai Nagorno-Karabakh. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng quốc gia này, thì cuộc tấn công nói trên hướng đến việc giải giáp và bảo đảm việc các lực lượng vũ trang của Armenia sẽ rút ra khỏi lãnh thổ của đất nước này, cũng như vô hiệu hóa các hạ tầng cơ sở quân sự của họ. Tuy nhiên, ông Ruben Vardanyan, là cựu lãnh đạo chính phủ khu vực ly khai Nagorno-Karabakh, nhận định rằng chiến dịch quân sự của Azerbaijan là một cuộc thanh lọc về sắc tộc, bởi vì phần lớn người dân sinh sống tại khu vực này là người thuộc sắc tộc armenia phía chính phủ azerbaijan đã bác bỏ nghi vấn nói trên và azerbaijan cũng tuyên bố họ sẽ bảo vệ quyền của những người armenia theo quy định của hiến pháp cũng như quyết tâm giải thể chính quyền và quân đội ly khai tại khu vực này Nagorno-Karabakh là khu vực được quốc tế công nhận, đó là lãnh thổ của Azerbaijan. Thế nhưng vùng này đã ly ra ly khai khỏi Azerbaijan từ 30 năm trước. Hồi tháng 10 năm 2020, một thỏa thuận ngưng bắn do Nga đứng ra làm trung gian đã được hai bên ký kết sau khi Azerbaijan mở chiến dịch quân sự giành quyền kiểm soát một số khu vực tại vùng này. Mặc dù vậy, tình hình tại khu vực ly khai nói trên vẫn luôn căng thẳng cho tới tận ngày nay đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin hoa kỳ